Ngay sau khi phát hiện các điểm vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ, giải tỏa 3 điểm vi phạm. Trong đó có một trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông quốc lộ 38 làm nơi giảm tải vật liệu phục vụ làm đường giao thông nông thôn. Hai điểm vi phạm còn lại thuộc hai hộ gia đình ông Nhữ Văn Sáu, thôn Tiên Kiều và ông Cao Văn Kết ở thôn Đỗ Mỹ. Lợi dụng thời điểm nghỉ lễ, các hộ này đã tiến hành xây dựng trái phép chuồng trại chăn nuôi và nhà lán để máy móc sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp và đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Tổng diện tích công trình vi phạm là gần 150 m². Ngay sau khi phát hiện điểm vi phạm, xã Bãi Sậy đã tiến hành lập biên bản xử lý, đồng thời vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp vi phạm cơ bản được xử lý. Quan điểm xử lý là dứt điểm, triệt để, không để coi như là nhồi nhại các hộ tái vi phạm. Đặc biệt nhất là giao cho các ban ngành đoàn thể, rồi các tổ chức chính trị xã hội là tích cực tuyên truyền để làm sao các hộ là chấp hành. Qua tuyên truyền thì người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm, xã cũng tự hỗ trợ các hộ gia đình là không có nhân lực và vật lực để vận chuyển và tháo dỡ các công trình.